Hello các bạn, lại là một video theo cầu của rất nhiều bạn fan. Đó chính là tìm ra người cuối cùng còn ở trên ghế. Không biết thử thách này có khó không mà một thành viên trong biệt đội bảo thủ đã bị ảo giác. À, dân ăn trong giờ văn. Chắc là nó đói bụng dữ lắm rồi nó mới bị ảo giác. Thấy nó tội nghiệp quá nên chia đồ ăn của nó làm đôi luôn. Không cho nó đi tè. Để xem coi đứa nào là đứa chủ lâu nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Hello các bạn, lại là anh Mon đây. Mấy hôm trước anh Mon có đăng cái clip là người cuối cùng rời khỏi lều tự chế được các nhiều bạn fan yêu mến luôn nha. Và cũng có rất nhiều bạn fan đã bình luận lại những ý tưởng cho clip kế tiếp. Thì bây giờ anh Mon sẽ đọc ý tưởng của những bạn đó nha. Đầu tiên là bạn An Nguyễn. Thử thách 24 giờ trên ghế, sẽ có 10 phút chuẩn bị, ai rời khỏi ghế cuối cùng muốn gì được đó. Thì em thấy ý tưởng này rất là hay và hôm nay chúng ta sẽ thực hiện ý tưởng này nha. Người cuối cùng rời khỏi ghế muốn gì được đó nha các bạn. Và đó cũng chính là ý tưởng của những bạn như là bạn Quỳnh Công Vinh Gaming, bạn Trịnh Tú, bạn KSNK. Và ngày hôm nay sẽ có rất nhiều bạn được lên TV nha, như là bạn Sera, bạn Hương Trần, bạn Phúc Trần Xà Lơ, bạn Dũng Trần, bạn Duyên Trần Lê, bạn Dinh Nguyễn, bạn Nhung Nguyễn, bạn Sương Phạm và cuối cùng là bạn Thương Nguyễn Thị Mộng. Là những bạn đã may mắn được lên TV ngày hôm nay. Thì bạn nào muốn được lên TV nữa hãy mạnh dạn bình luận lại em muốn lên TV. Và đặc biệt là bạn nào muốn thích anh Mon chị Vi thực hiện những ý tưởng của bạn đó thì hãy bình luận lại những ý tưởng luôn nha. Ok, điều đầu tiên bây giờ anh Mon sẽ làm đó chính là đi chốt cửa, khóa cửa lại để cho biệt đội bảo thủ bị nhốt ở ngoài. Để cho biệt đội bảo thủ không biết hôm nay chúng ta sẽ thực hiện clip gì nha các bạn. Kể cả chị Vi cũng không được biết luôn. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Ok, bây giờ trước mắt anh Mon sẽ phát cho các thí sinh ở đây mỗi đứa 30.000 để đi bách hóa xanh. Để tránh lộn xộn thì bây giờ anh Mon sẽ chia làm hai đội đi mua nha. Thì đầu tiên đội nữ sẽ đi mua trước. Thì làm sao trong vòng 1 phút khi anh Mon bấm giờ, mọi người phải quay lại chỗ quầy thu ngân chỗ anh Mon đang đứng thì mọi người phải được thanh toán. Lưu ý là mua dưới 30k. Ai mua lố 30k như là 30.500, 31.000, hơn 30.000 thì sẽ không được thanh toán. Và coi như là sẽ không có món đồ làm clip hết. 1 phút bắt đầu. Chưa bao giờ mình thấy thời gian ít ỏi như thế này. Các bạn ơi, mình không biết mình mua cái gì đó. Mình sẽ mua hai gói hảo hảo này nha các bạn. 32 giây nó trôi qua nha các bạn. 35 giây. Tổng nó té hết, biết lấy gì nữa các bạn ơi. Chạy đi, chạy. 40 giây rồi. Ok, hai người đã quay trở lại đầu tiên. 45. Mình xong rồi nha các bạn. Ta hết mua cái gì vậy mày quá. Mày đi mấy lần. Chết. 8. Chạm với anh Phong tính. 8. 5. Rồi ok. Rồi. Giờ mình sẽ tính tiền trước nha bạn. 20.000. 20 các bạn ơi. 20.000. Yeah, mình cũng 20.000. Tính tiền cho con đi cô. Giờ mình sẽ tính tiền nha các bạn. Mình chạy lấy đồ mà chết mất tiêu rồi. Chết rồi mày mắng chết rồi gì đúng không? Để mình sợ trơn á các bạn nên dục dép đồng kia rồi để xíu mình đi lấy. 30.000. Đủ 30.000 luôn nhưng nách chưa? Quá nách. Cô có dư mấy trăm đồng không cô? Không. Trời ơi, nó vừa đủ 30 luôn các bạn. 18.000. Tới đội của mấy thằng con trai nha. Thì bây giờ lực nhớ như cũ. 1 phút bắt đầu. Mua này nha các bạn. Giờ mình sẽ mua gói mì này 5 gói nha các bạn là 15.000 tháo. Mình sẽ lấy 2 gói nha mấy bạn. Thông báo cho mấy cái kia mà ăn cái này 30 giây nó trôi qua đúng nha. Đúng không? 50 giây nó trôi qua. Bao nhiêu thí sinh rồi? 5 ờ bà thí sinh rồi, 55 giây, 54 giây. 55 giây còn quá. Đầy đủ nha các bạn. Giờ tới mình tính tiền nha. Của mình 27.000 em ơi. Của thằng Bo là 27.000 nha các bạn. Của mình hết 23.000 nha với bro. Của mình một bọc đây. Hai loại 28k. Bây giờ anh mà sẽ thông báo cho biệt đội bảo thủ biết hôm nay chúng ta sẽ làm clip gì. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm clip người cuối cùng rời khỏi ghế. Để các quy tắc như sau. Thứ nhất là mọi người trong vòng 1 phút phải lấy được cái ghế của mình. Lấy bao nhiêu số lượng ghế tùy thích, miễn làm sao mà trong vòng từ lúc chúng ta chơi cho tới khi là từ ngày cuối cùng ai bỏ cái chân xuống khỏi ghế thì người đó sẽ bị thua. Mọi người đã hiểu quy tắc đó chưa?
Và bây giờ em sẽ kéo cửa ra để bị đội bảo thủ vô trong nha. Thì trong vòng 1 phút thì tất cả mấy đứa phải lấy được đồ nha. Ok. 1 phút của tất cả các thí sinh. Bắt đầu. Trời ơi, nhỏ mà lấy cái ghế bự dữ hả? Trời ghế chưa? Cố lên, cố lên. Mình xí cái này rồi nha. Mình lấy được rồi nha các bạn. Một cái ghế vậy thôi. À, ngồi xuống là thắng liền. Các bạn ơi, mình sẽ lấy hết tất cả ghế trong này luôn nha. Mình tính lấy được cái bồ nữa. Trời ơi, bay ơi, bay. 25 giây đã chơi qua 26 giây trời. Nhỏ mà rinh qua cái ghế đá luôn hả? Nhân đất chưa? Đổ mồ hôi lánh luôn rồi các bạn ơi. Mình lấy nguyên cái ghế to này luôn nha các bạn. Cháy. Mệt quá các bạn ạ. Giờ mình sẽ ngồi nghỉ mệt. 50 giây, 51, 52 giây. Sư. Trời ơi, nhỏ này lấy được cái 57 giây. 2, 1, hết thời gian. Ok, bây giờ anh Mân sẽ thông báo với các bạn fan cũng như tất cả các đội chơi. Kể từ giờ phút này, chân ai chạm đất người đó sẽ thua. Nè, anh Mân không hiểu thằng Thành nó làm gì luôn, trời ơi kêu. Mấy anh kia đang cười mặt mày đấy. Ở lộn, mày lấy cái ghế nhỏ vậy thôi, tụi nó sẽ cười mặt anh. Để lên đầu mày. Để không nào, để coi tối tụi Vy cười nữa đi. Nhưng mà nhớ sao lần trước clip ba người cuối cùng mới 24 giờ câu cá giỏi nhất thành của đội giành chiến thắng đi các bạn. Đúng rồi. Tụi nó cũng trâu bò lắm à. Quý tâm. Quý tâm. À hô. Bây giờ anh Mơ sẽ bấm giờ để xem người cuối cùng trụ lâu nhất sẽ được bao nhiêu tiếng nha các bạn. Thời gian bắt đầu. À, chị dưới lúc nào cũng có mèo đi theo chưa? Thấy con mình nó giỏi chưa các bạn? Nó biết mình nằm đây là nó sẽ lên đây nó ngủ với mình luôn. Quá đẳng cấp chưa? Thấy mình huấn luyện hay không? Trời ơi, chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ review chúa tể của những cái ghế nha các bạn. Trời ơi, bay ơi, bay. À, nhưng mà mặt cô ấy quá ngầu. Ê, à, lý do gì mà em sưu tập nhiều ghế thế vậy hả? Tại vì mình là... Tự như là gì ta? Superman một bàn tay thôi mà gần 5 cái ghế ở đây đó, ghê chưa? Ghê. Trong vòng 7 phút 40 giây chúng ta đã tìm được thí sinh giỏi nhất ngày hôm nay. Để loại trong vòng chưa tới 10 phút. Thí sinh này là ghế này giòn quá các bạn. Ủa vậy Thành, tự nhiên đang ngồi trên ghế là vậy Thành, nhảy xuống lại Thành. Không biết nữa. Thế sinh này đã bị loại. Ủa gì nhanh gì. Uổng công mình làm thần đồng toán học để tính từng ly từng tí không vượt quá 30.000 mà tự nhiên cái ghế nó giòn rồi xong té. Giờ mình phải gom mấy này đi dẹp chứ không thôi mấy này nó trơn của mình là nó còn dai hơn nữa. Ây dồi, tự nhiên mình cái thâm lên xuống đào đào chỗ lưng quá, đào cái đít. Thiệt tự ai cái ghế sẻ bội. Cái ghế này chắc mình hồi hủ tiêu nó luôn quá. Ghế sẻ bội. Các bạn ơi, theo cái kinh nghiệm 10 năm mình coi trên YouTube, hỏi tất cả những cái video người cuối cùng mình đã có một kinh nghiệm để mà sinh tồn hoặc là người cuối cùng nên chắc chắn video mình sẽ người chiến thắng. Đầu tiên mình sẽ ăn một gói mì để mà dưỡng sức để chiến thắng thì những đó kia. Các bạn ơi, anh Mon của mình đi từ hồi 7 giờ sáng tới giờ này là 12 giờ rồi nha các bạn. Mà mình chưa có hộp cơm nào vô bụng hết chứ nên là bây giờ mình sẽ hy sinh một số thực phẩm quan trọng hồi sáng mình đã mua trong Bách Hóa Xanh để lưu trữ cho cái bụng mình được no hơn nha các bạn. Tớp 1, mì gói. Bây giờ mình sẽ ăn 1/3 số mì gói này rồi uống nước vô cho cái mì nó nở ra à, mình sẽ chịu đựng được tới tối. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ phân chia lương thực ra để uống cái nào ăn cái nào nha các bạn. Rồi, chai này hôm nay mình uống còn có nhiêu đây à. Chắc từ đây tới sáng mai mình sẽ uống hết chai này nha. Bây giờ trong ngày hôm nay mình sẽ uống hai chai này nha các bạn. Một xíu nữa mình sẽ ăn một gói mì nha. Còn mấy chai này thì để
ngày mai đi, tại vì lúc hợp mình nhiều quá, đâu có biết phân chia làm sao đâu. Đại gia mà, đâu có những mấy đứa kia đâu các bạn. Mình mà chỉ phải chiến thắng trò chơi này rồi, mấy đứa kia là con gà thôi. Bây giờ mình tính là lấy cái áo này để làm chỗ để lương thực nha các bạn. Nè, giờ mình để nè. Quá nhiều cái nắp luôn. Chứa được nhiều đồ lắm luôn trong đây nè. Giống như là cái túi của bảo bối thần kỳ của con Doraemon vậy á các bạn. Nó rất là rộng luôn mà. Quá trời ngồi không góp một thứ nào xuống dưới đất hết. Nó mà góp xuống đất là mình làm con cờ hó nha các bạn. Trời ghê chưa. Thế đã sáng tạo được một chỗ để lương thực để chỗ ngủ của mình rộng rãi hơn rồi nha các bạn. Giữ tay đi, giữ tay đi. Được rồi, giữ tay đi vậy. Giữ tay đi trời. Nhục quá các bạn ơi. Các bạn ơi, trong clip này tất cả các thí sinh sẽ không được quyền di chuyển ra khỏi cái ghế của mình. Và đặc biệt là một bộ phận cơ thể nào chạm vào đất thì sẽ bị xử thua. Nhưng khá một cái, đó là lần này chúng ta sẽ phải phát phiếu đi vệ sinh nha các bạn. Thì tất cả các thí sinh đợt này, clip này sẽ bắt buộc phải khó hơn, nên tất cả các thí sinh sẽ chỉ được 2 phiếu đi vệ sinh, được 2 lần đi vệ sinh thôi nha. Đối với nữ thì mỗi một phiếu tương đương 3 phút và có thể dùng 2 phút cùng lúc là 5 lần 6 phút một lần đi cũng được. 2 phiếu của em. Anh biết không, bữa 3 phiếu em còn mắc ẻ nữa không? Cái này có 2 phiếu sao mà em đi được? Vậy em nói mà, một ai đó từng nói rằng cái gì? Có ba hai phiếu. Okay. Nếu mà hết 32 phiếu thì mình thi xin luôn cái này, mình vô đây luôn. Được không? Được không? Đâu được đâu, phải giữ được cái nguồn nước sạch đúng không? Em mất ẻ, em ẻ vô đây thì em muốn mà. Không tốt. Nếu em có can đảm làm thì cứ phát huy. Anh của thằng Bo, thằng Bin, 2 phiếu luôn các bạn. Em ngồi gì, em cần phiếu là đủ thắng rồi. Trời ơi bạn, thằng này nó tuổi con gà. Nó tuổi con gà với bạn. Nó gáy quá à. Gáy sao nó mày chơi? Nó gáy hả? Nó gáy giống như con gà. Nó kêu mỗi buổi sáng vậy. Ok, 2 phiếu của Thư. Thanh thiều quế đi quêu. 2 phiếu của Nhi. Nữ hoàng 2 cặp. 2 phiếu của nữ hoàng đây. Clip này anh Mơ nghĩ khá là dài. Để đảm bảo sức khỏe cho cả nhóm thì anh Mơ sẽ phát cho tất cả thí sinh một hộp cơm. Và có khả năng thông báo luôn nha, đây có khả năng sẽ là hộp cơm duy nhất mà chúng ta được nhận. Cho nên mọi người ăn uống là gì vậy là em đang phiên dịch. Ok, phiên dịch cho con dịch nghe đúng không? Đúng rồi. Ok, yêu dịch quá, muốn nó lên trang dịch. Đúng rồi. Nắm giữ một lúc hàng ngàn sinh mạng. Hàng ngàn anh em. À anh em, anh dịch là anh em này cũng là con dịch luôn. Ok. Thì các mọi người hãy ăn uống cho thiệt là kỹ, cho thiệt là khoa học và chuyên nghiệp để là người chịu lâu nhất trong cuộc chơi này nha các bạn. Thank you. Sibainu là gì nữa? Anh Minh hết nhỏ Ấn Độ này nói được tiếng Ấn Độ. Giờ mình sẽ review hộp cơm 5.000 tỷ của anh Mon nha các bạn. Gồm là thịt bò ở Dubai nè. Cái gì? Dưa leo từ lấy trên sao mọc. Trời ơi bay ơi bay. Cơm này là đào từ dưới 10.000 mét dưới độ đất. nước chấm này lấy từ núi lửa. Đúng rồi, từ núi lửa cộng thêm mấy trái ớt cay nhất trên thế giới. Đây là nước biển ta nung từ 10.000 năm trước công nguyên, giờ ta đem lên bán cho tụi mình. Bây ơi, chỉ dưới giá là mấy ngàn đô thôi các bạn. Ông cố thôi. Giờ qua người tiếp theo đi, mình ăn đây. Các bạn ơi, mấy thứ này người phát này không cho người Ấn Độ gì hết vậy? Giờ mới chịu cho. Thì cái tình á. Giờ đi vậy. Cắn chết vào. Nãy giờ đã nói rồi, chị nên uống thuốc trước khi mà quay clip nữa chưa? Uống rồi, tại vì nó phát triển lại tiếp rồi. Rồi bây giờ mình giới thiệu luôn nha. Đây là sức làm lấy từ mồ hôi của Ronaldo ra. Rồi cái này là cái gì ta? Hành nhập khẩu từ
Messi, Mbappé. Còn nữa chứ. Còn nước, nước chấm này là rồi, rồi, rồi. Rồi, nước mắm này là lấy của từ lấy mồ hôi từ ngay ngón tay của Messi. Cái gì vậy bà nội? Còn hạt ớt này mình phải chạy qua nhà của Neymar. Cái gì vậy? Cắt ra từng miếng nhỏ bỏ vô đây để làm nước mắm rồi là ngon nè. Mời các bạn ăn cùng mình nha, mình review đến đây thôi. Sợ Mbappé, Neymar, Messi, Ronaldo gì đó. Thấy mình review người ta sẽ khen mình, tặng cho mình vài chữ ký á. Các bạn thấy không? Người Ấn Độ mà khổ á, rất là khổ luôn. Chiến thuật của mình đó chính là ăn rồi á. Cái gì vậy bà nội? Lộn, ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ. Ngủ tới khi nào mà mấy thứ kia nó thua hết là mình thắng. Rồi hai thí sinh này kia môn gì vậy? Hồi nãy là chị nói gì nè anh Ron? Nó gác chương qua cho em cái gì nè. Em ghét quá. Em giỡn. Vậy là mình thua luôn rồi các bạn. Lỡ mà tại mình, nhà mình mà mình không ngồi, mình ghét chương qua nhà người khác. Lần sau mình không có chơi ngu vậy nữa nha các bạn. 3 tiếng 29 phút đã trôi qua nha các bạn. Còn thí sinh này sẽ ớt chết. Ngủ quá các bạn ơi, té xuống. Giờ nhức giờ quá. Đâu này. Đâu, nhức giờ té bị té sao? Nằm úp luôn. Té bị bầm tím giờ luôn. Kiểu đang mắc gì. Ơi, nó đang diễn lại quá trình mà nó ngủ gục rồi té xuống ghế các bạn. Ok, thí sinh này bị lại. Mình sẽ dùng một phiếu đi vệ sinh. Mình nhịn nãy giờ cỡ nửa tiếng thôi nha các bạn. Mình nhịn từ 3 giờ, giờ này là 3 giờ rưỡi. Chịu hết nổi đúng không? Mình chỉ có 2 phiếu thôi nên là mình sẽ tiết kiệm thời gian, vừa đi vệ sinh vừa đi tắm luôn. Tối nay mình sẽ nhịn. Ok, đối với mấy thí sinh nữ thì sẽ được 3 phút. Còn mấy thí sinh nam thì chỉ có 1 phút đi vệ sinh thôi nha. Anh đúng là đồ ác độc. Rồi 3 phút của Thư. Bắt đầu. Rồi chạy đi đây, để bỏ phiếu ra đi, để tránh mất thời gian. Ở rồi thí sinh này ngầu quá. Liệu em có tin trong vòng 3 phút mà nó vừa tắm vừa ỉa được không? Được. Ghê vậy? Chồng em mà. Nói gì sao được. Chồng em phải tin tưởng chồng em. Lần trước là 3 phiếu là chị Vi đi ỉa không nổi. Rồi bây giờ anh rút lại còn 2 phiếu. Em nghĩ chắc là chị Vi thua sớm hơn chứ chứ hơn em á. Em làm sao để bây giờ á, khi anh nhắc tới đi ỉa, anh nhắc tới em là sao vậy? Hả? Thí sinh này quay trở lại 1 phút 30 giây. Ghê vậy? Ảo thật đấy. Anh thấy chưa? Chồng em đó. Ảo tung chảo luôn các bạn. Tiểu 30 giây tập 1 phút. Có muốn dạy chồng yêu qua kia không? Đi. Giờ làm sao được mới được cái phân nửa cái nhà hết thời gian nha. Về thử đi. Thử ra. Rồi. Còn nhưng mà lưu ý là thí sinh này là 8 giây cuối cùng. Tao kêu mày tao chuyển đi đi, không sao đâu. Ê, hết 3 phút rồi nha, hết 3 phút rồi nha. Cái giò chạm đất là thua nha. Ok, anh Mon cũng chấp nhận luôn nha. Miễn là làm sao mà một trong các bộ phận cơ thể không được gớt xuống dưới sàn. Ơ, lộn, gớt cái sàn. Không được đụng dưới sàn nha các bạn. Nắm cái chân kìa má ơi. Má đi. Dạ, chứ má ơi cái gì? Ngu Lan bộ ở dưới trần làm ruộng giăng nắng đi đem thừa rồi vậy? Đúng rồi. Giờ lên nè. Lên nè. Lên tiên. Vậy lên trời, xứ tiên lại vậy. Lên trời chỉ gặp, thấy là gặp chức nữ. Gặp chức nữ à. Ông trời ổng đang chuẩn bị mưa mà gặp mình nữa là ông trời không dám mưa luôn các bạn ạ. Sao vậy? Tại mình đen hơn ông trời. Làm sao nha, để một bộ phận cơ thể mà chạm đất là coi như thua nha.
Không, nếu mà nói muốn ỉa là phải gặp chị Vi. Ban tổ chức này độc ác nè. Thí sinh này làm gì đây? Sao có bài cặp hay gì? Lên nhạc. Where do you go? Where do you go? Where do you go? Chịu hơi nổi rồi, muốn đi vệ sinh. Đưa cho anh một phiếu đi vệ sinh đi mới đi được. Anh sợ, em sợ anh nhanh ngang em. Rồi nha. Rồi ok nè, bấm. Mà 3 phút nha. Bắt đầu. Nhớ này trong vòng 2 phút nó cũng là vừa tắm xong mà vừa vệ sinh xong rồi nha các bạn. Trời ơi, chưa? Ok, đối với thí sinh nữ thì 3 phút rồi, còn được khoảng tầm 50 giây nữa. Mấy đứa nhanh nhanh dễ sớm lắm nè. Rồi, thí sinh này muốn gì đây? Em muốn đi vệ sinh. Ok, đây cho anh một phiếu, đây sẽ là thí sinh nam đầu tiên đi vệ sinh trong ngày các bạn. Tại vì mấy thằng kia nó bị loại hết trơn, không còn thằng nam nào hết. Ok, cứ có biết là có bao nhiêu phút để đi vệ sinh không? 1 phút. Chính xác. Em sẽ là người lập kỷ lục đi vệ sinh nhanh nhất của những đứa con trai. Ok, bắt đầu. Nhanh lên, nhanh lên, 10 giây rồi đó. Đừng đóng mạnh, rớt kính, nguy hiểm vờ lờ. Ồ, nguy hiểm Vĩnh Long hả? Ờ đúng rồi, chính xác là nguy hiểm Vĩnh Long nha các bạn. Alo, 26 giây. Thí sinh này có vẻ nhanh đó nha, 35 giây, mà một trong những kỷ lục, gần kỷ lục của tem này khi đi vệ sinh nha. Cái gì vậy bà nội? Các bạn ơi, mình không hiểu mấy tụi con trai nó ăn cái gì mà nó chết sớm quá. Giờ hơn mấy tiếng đồng hồ mà mình là người cuối cùng trong cái nhóm con trai. Mình chắc chắn mình sẽ chiến thắng để mà phục thù với mấy đứa con trai nha các bạn. Trời ơi, chưa? Cố lên. Rồi đi mấy đứa con gái ngang vậy rồi tính sao? Không sợ, leo 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 leo. Các bạn, thằng này nó bự con nó như con voi vậy á. Nó sẽ uống hết nước nhanh hơn tụi mình là con kiến ở sa mạc. Nên là tụi mình sẽ uống nước ít hơn nó nha các bạn. Không mà quan trọng cái bình nước của nó. 6 tiếng trôi qua và mình còn một số món như thế này nha. Đây là 2 phiếu đi vệ sinh vẫn còn nguyên. Một gói mì với một chai nước mất 1 phút này. Và nhờ cái hộp cơm của mình hết topping nên mình mới phát hiện ra một cái món rất là độc lạ luôn. Cơm trộn mì sống. Ăn không có dở đâu, ngon lắm luôn á. Rất là ngon luôn, anh Mon ăn không? Ăn không? Thử miếng này. Thử rồi. Hơi bị nhức nách nha. Nhức nách luôn, mọi người làm thử đi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn biết mình còn bao nhiêu nha. À, cái gì ta? Nước, chai nước này là hồi sáng mình uống còn có nhiêu đây à. Mình tìm cách mỹ nhân kế để xin nó nước á, nó chia sẻ cho mình với mày chồng của mình. Chạy nó đi các bạn ơi. Bây giờ mình còn đủ 5 chai nước luôn nha. Và 2 gói mì. Nó còn nguyên nguyên luôn, mình không dám ăn nó. Ăn là bị lỗi đó. Tại vì mình bị gì đó. Ăn mì là sẽ bị tủng tủng. Nhảy cho các bạn một điệu nhảy nha. Hay không? Hay không? Ước ba dám ăn trong giờ văn. Sau 7 tiếng 36 phút thì chị Vi cũng đã phải sử dụng, bắt buộc phải sử dụng phiếu đầu tiên. Bắt đầu. Rồi, đưa phiếu đây. 1 phút 33 giây và chị Vi... Ủa? Ở ngoài không biết làm gì hết. Nên mình sẽ quay lại chỗ của mình. Rồi, thí sinh thứ hai đi cùng lúc với chị Vi luôn. Một phiếu, lá phiếu cuối cùng. Rồi, bắt đầu. Bắt đầu. Của mẹ có 3 phút nha. Con Hân nó tới 3 phút mà nó đi nhanh quá các bạn. Trong khi đó 3 phút mình có thể đi từ đây ra đó bằng có 1 phút là mình còn dư tới 2 phút rằng đi vệ sinh lỡ các bạn. Mà nó chạy như bay vậy. Gặp mình là mình phải đi từ từ. Mình không đi nhanh như nó nữa. Một hồi á mình sẽ sử dụng cái phiếu đó, mình sẽ đi từ từ chứ các bạn xem. Các bạn hãy đón xem nha. Đón xem mấy báo địa. Má ảo thằng đây. Các bạn cho đón xe cho các bạn.
bạn này cũng nhớ đón xem luôn nha các bạn. Xem gì? Xem cái báo đĩa. Ngày họ đi vệ sinh hay gì trời, nó kéo nhau lũ lượt đi vệ sinh. Ok, của tôi có 3 phút. Bắt đầu. Ok. Rồi bé báo, muốn đi vệ sinh đúng không? Đúng vậy. Mình bây giờ mình sẽ nói nghiệp chị Di. Cái gì vậy? Đĩa. Cuối cùng cũng có người nói nghiệp mình rồi. Trời ơi. Đĩa cũng là cái nghề nữa trời. Nói nghiệp lại nhau nữa. Rồi bao phút để em đi ỉa. Khoan đợi cái sợ ở ngoài này ăn gì. Rồi ok bấm giờ lại nha các bạn. Rồi 3, 2, 1 rồi. Đi ỉa cũng sợ ăn gian, đi ỉa cũng phải là tiết kiệm từng giây từng phút ha. Rồi đi đi à, ăn gian của nó hết được 6 giây nha các bạn. Đi lẹ đi. Mấy cục vết thương cục cứt hả? Mình đã hứa với các bạn là nếu đi vệ sinh mình phải đi từ từ. Ai nhân nhân thôi chạy nè. Nó cũng, dạ. Nó cũng mới chạy luôn. Chạy vậy sao gọi là thương cùng cất nữa. Phải đi giống vậy nè. Vậy thí sinh làm vậy? Đi ỉa thôi hả? Mình đi ỉa tốc độ ánh sáng hả? Chúc mừng em đã đạt được cái lục Guinness người đi ỉa với tốc độ ánh sáng. Rồi, thí sinh này làm gì vậy? Mình múa cho thoải mái á các bạn. Nói chung là những người được đi ỉa rất yêu đời các bạn. Có tay cái nè. Cái tay là mới đi ỉa nãy á. Cái chân nãy nó chạy cho bụng cầu nè. Hai phút đó trôi qua nha, tôi không biết nó sao bà quay ngược chưa. À, cái đầu này đã tiếp xúc không khí với cất ỉa. À biết rồi, hôm nay là cái clip mà người cuối cùng đi. 5, 7, 5, 8, 5, 9. Trời ơi ghê các bạn. Bạn nó canh đúng thời gian thì chúa tể thời gian à, nữ hoàng cục cất à. Của nữ hoàng cung cất mình xếp hạng thứ hai thôi nha các bạn. Chị Di là xếp hạng thứ nhất, mình là xếp hạng thứ hai, có nghĩa là thái giám cung cất. Ừ đúng rồi, mình là cái gì? Mình là thái giám cung cất. Ok thì bây giờ là hồi hút gây cấn nhất sẽ có rất nhiều trò chơi thẻ được ra vào tối ngày hôm nay để có thể là cung cấp một vài món đồ thiết yếu chạy dễ tính á, như chơi Free Fire á. Hiện tại trong tay mình là 5 ly trà sữa và 5 câu hỏi dành cho 5 thí sinh. Nếu mọi người trả lời đúng thì anh Mon sẽ cho một ly trà sữa. Nếu mọi người trả lời sai, mọi người sẽ bị mất đi 50% thức ăn và 50% lượng nước uống của mọi người. Còn thí sinh là thấy không sao, ok không? Ok, mà hôm cho mình là mình chỉ còn nước thôi chứ không còn đồ ăn. Còn đồ ăn là mình nhét đâu mất tiêu rồi. Nhét cho mày nè. Còn mình thì mình quá là mệt mỏi cái chỗ này rồi, làm thì nhức lưng. Với lại cái phiếu đi vệ sinh mình còn đúng một phiếu mà có 3 phút nữa không để mình đi ẻ. Nên bây giờ mình phải đi ẻ. Đánh ra. Ừ, có gì thua các bạn ơi. Trên tay anh Mon hiện tại đang là 4 câu hỏi với các cấp bậc câu hỏi và gọi là cái kiến thức nó rất là khác nhau. Cho nên hình ra anh Mon sẽ xem và chọn ra một vài câu hỏi tương xứng với những thí sinh. Thí sinh bé báo sẽ là thí sinh thi đầu tiên hoàn thành câu thành ngữ tục ngữ sao? Cần cù thì bù 3 chấm. A. Bù nút rồi. B. Bù nhìn. C. Bù siêng năng. Và đáp án D. Bù thông minh. Bé báo có 10 giây để xem và trả lời đáp án. 10 giây bắt đầu. Cần cù thì bù siêng năng. Khác với trang sao cần cù bù siêng năng? Đúng vậy. Thầy dạy. Thầy giảng đạo lý ở trên lớp mỗi ngày luôn mà các bạn. Mình thuộc câu đó luôn rồi. Bày ơi, bày ơi, bày. Chắc chắn 100% là cần cù là bù siêng năng. Đáp án của em là đáp án C. Đúng vậy. Đúng vậy. Các bạn đáp án chính xác không các bạn? Chính xác. Sao em muốn tìm mình? Đáp án chính xác đó chính là cần cù thì bù thông minh. Không phải. Không phải hả? Bây giờ chúng ta sẽ check qua
bằng cách hỏi chị Google cần cù thì bù cái gì nha. Chị Google ơi, chị... trời ơi em hỏi cần cù thì bù cái gì ạ? À? Theo blog giải đáp chuẩn cần cù bù thông minh, nghĩa là một người mà biết cần cù, siêng năng, chăm chỉ thì sẽ chẳng thua gì những người vốn sẵn thông minh. Câu nói trên đã nói lên được một sự thật trong cuộc sống và dường như trở thành một chân lý. Cần cù thì bù thông minh, có thể nói chính xác. Bé báo đã bị mất đi 50% lượng nước ăn và nước uống. Không được, đừng có lộn xộn. Bé báo đã trả lời sai và chúng ta bắt buộc phải chia 50% lượng thức ăn nước uống của bé báo cho làm đôi. Gói mì này cũng bắt buộc phải chia làm đôi luôn. Chạy vậy còn xem tôi đứng. Bé giám khảo thù quá các bạn ơi. Gói bọc nem cũng chia làm đôi luôn rồi. Rồi Thành giữ 50% giữ lượng kia, lát hai đứa mình nấu mì ăn. Rồi trả bé báo. Bực mình quá à. Còn những người tàn ác thì được sống thảnh thơi. Chai nước này bắt buộc phải chia làm đôi. Chung là anh cũng không biết là chia chỗ nào nó kỳ đại nha bạn. Thôi được rồi, được rồi. Má cũng được làm đôi vậy á. Vậy cũng muốn làm đôi, chịu không? Má bé báo chịu không? Má cười khóc luôn. Thí sinh bé báo đã bị cắt 50% lượng thức ăn và nước uống. Tiếp tới là thí sinh VV thì các câu hỏi sẽ được chọn để phù hợp với kiểu như độ tuổi các bạn. Thì chị Vi bự hơn mấy đứa kia, thành ra là chị Vi có nhiều kiến thức hơn nên có những câu đố phải khó hơn nha mọi người. Lỡ em 20 tuổi mà kiến thức em 10 tuổi thì sao? Chắc là cỡ 5 tuổi với em. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Ok, bây giờ câu hỏi của chị Vi đây cho các bạn xem nha. Chị Vi nghe rõ nha. Con nào sau đây khác với những con còn lại? Trời. Cá chép, cá ngừ đại dương, cá lồng tông, cá voi. Thì con nào khác với những con còn lại? Ôi trời. Chị Vy có 10 giây, chuẩn bị, bắt đầu. Ok. 7 giây, 6, 4. Cá voi, đáp án của mình là cá voi nha các bạn. Cá voi nó thuộc loại động vật có vú. Nó khác với những con cá khác. Nghiên cứu dữ ha. Bự không? Lo đi. Bự không? Bự gì, cái gì bự? Chắc rồi. Tới con cá mà cũng không tha nữa. Câu trả lời của chị Di là hoàn toàn chính xác nha các bạn. Yeah. Con cá voi khác với ba con còn lại. Ở trong đó thứ nhất là cá voi là một loài động vật hô hấp qua phổi. Và cá voi cũng là loài động vật có lợi khá trong bốn con đó đẻ con các bạn. Và nó khác với ba con còn lại. Còn cái vụ mà con không được em không biết. Có chứ sao không có sao mà cho con bú được. Hỏi chị Google, không tin hỏi chị Google thử ơi. Mà bự không? Trao thưởng cho thí sinh thắng đầu tiên. Ngon. Một ly trà sữa nhất tắc. Nó đã. Đầu tiên cho các bạn xem nha. Câu hỏi như sau: nhà Nam có 4 anh chị em tên là Xuân, Hạ, Thu. Hỏi người cuối cùng tên gì? Rồi nè, ok. Quý vị mở nha. 10 giây bắt đầu. Nhà Nam có 4 anh chị em tên Xuân, Hạ, Thu. Hỏi người cuối cùng tên gì? Không. Rồi tới công chuyện này. Mấy giây rồi? 2 giây cuối cùng em có thay đổi không? Không. Ok. Tiếng cười của thằng Thành giòn. Tiếng cười của thằng Thành giòn đó các bạn. Em cũng hiểu rồi đó. Hiểu không? Em hiểu chứ. Đó là câu đố nghĩa trong lớp của em. Nè các bạn, chúng ta cùng phân tích câu hỏi giá như nha các bạn. Giá như 10 giây trước chúng ta được trả lời câu khác. Nhà Nam có 4 anh chị em tên Xuân, Hạ, Thu. Người cuối cùng tên gì? Nam, người cuối cùng tên Nam. Nhưng mà nãy đứa nào trả lời đông á, tôi không biết anh trời. Đứa đó sẽ bị 50% lượng thức ăn và nước uống biến mất tiêu. 50% lượng thức ăn bị chia làm đôi. Tiếp theo, bịch nước mắm cũng bị chia làm đôi. Ê vui bắn tùm lum. Sao nó bắn tùm lum quá vậy cái bợ? Nó bắn tùm lum. Cặp vô kìa. Trả em. Thí sinh là vẫn còn hai gói mì, 50% là một gói, trả lại gói nè.
Tao không mấy, mình chia mỗi cái làm đôi được. Thôi chơi như vậy thì nó rất là kiểu phung phí đồ ăn. Mình sẽ lấy một gói nha các bạn. Thí sinh cuối cùng sẽ có một câu hỏi liên quan tới lịch sử dân tộc. Giỗ tổ Hùng Vương là ngày nào? A. Ngày hôm qua á. Cái gì đó bà nội? B. Mùng 10 tháng 3. C. Ngày 2 tháng 9. D. Tết Nguyên Đán. Và Bin sẽ có 10 giây để xem lại câu hỏi và trả lời luôn nha. Mời cho bắt đầu. Ngày 2 tháng 9. Ngày 2 tháng 9. Đúng chưa? Chính xác chưa? Mùng 10 tháng 3. Em chắc chưa? Chắc chắn. Được rồi, cái câu chính xác là gì? Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Mặc dù hy sinh là trả lời có phần hơi lộn xộn nhưng đáp án đưa ra là chính xác nha các bạn. Cho nên đây là phần thưởng của Bin. Nhà Nam có 4 thành viên. Thiên nghệ tôi chấm chấm chấm. Ủa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mình bị lỗi rồi các bạn ơi. Tại cái ghế nó không có mắt á. Nó kiếm chuyện với mình á. Mình muốn đánh nó lắm luôn rồi đó. Sợ tổn thương tới nó nên tha lỗi cho nó đó. Cái tự nhiên cái mặt đất nó tự nhô lên. Cái chân mình trúng vô đất luôn là bị lỗi rồi. Ủa what the hell gì vậy? Không hiểu luôn á. Nhưng nó không? Nhưng nó quá. Rồi chị Vi quyết định đi vệ sinh đúng không? Đúng rồi, dùng phiếu cuối cùng này đi vệ sinh. Đúng rồi, chị Vi cứ còn một phiếu thôi nha các bạn. Chúng ta sẽ tổng kết rồi coi có thí sinh có ai còn bao nhiêu phiếu nha. Ok, rồi. 3 phút của chị Vi bắt đầu. Hiện tại là 21:54 nha các bạn. Vậy nó đã trải qua được 10 tiếng 18 phút và hiện tại là không có bất kỳ một thí sinh nào còn phiếu đi vệ sinh cả. Cho nên bây giờ sẽ ra một cái trò chơi mang tên là sự thoải mái của lộ tiết. Nó sẽ ba người kia đang bị đúng phọt ra phọt vô. Ok thì bây giờ mang cái trò chơi này mang tính là loại trực tiếp thì một câu hỏi duy nhất dành cho ba thí sinh ngoài kia bao gồm chị Duy, thằng Bin và bé Báo thì có quyền không trả lời. Nếu ai trả lời đúng thì sẽ được 2 phút đi vệ sinh và nếu ai trả lời sai sẽ bị loại trực tiếp luôn nha các bạn. Bây giờ một câu hỏi duy nhất dành cho ba thí sinh bắt đầu. Các bạn ơi, giờ là mình hết phiếu đi vệ sinh rồi. Giờ không biết từ nay tới sáng là anh Mon có tạo mấy cái trò chơi để mà mình lấy phiếu đi vệ sinh hay không. Mình sẽ cố gắng nhịn nha, còn không có là chắc mình đi tại chỗ để mà chiến thắng luôn nha. Mình phải chiến thắng để thực hiện ước mơ của con Ngân nha các bạn. Mua cho nó một cái dáng chuột hình Elsa. Ấy chà, đây chính là môn phái thất truyền trong truyền thuyết. Khí tụ đan điền, truyền xuống hậu môn, được cái phật. Rồi để không để thí sinh các thí sinh chần chờ lâu nữa thì bây giờ anh Mon sẽ vô thẳng trò chơi cuộc thi lần này nha. Bây giờ chúng ta ở đây có một câu hỏi duy nhất dành cho ba thí sinh. Các bạn có quyền không trả lời và tiếp tục nhịn ỉa hoặc mọi người trả lời. Nếu trả lời đúng thì sẽ được 2 phút để vệ sinh. Ok, còn trả lời sai thì đòi trực tiếp luôn. Câu hỏi duy nhất của chương trình sự thoải mái của lộn đi. Gắn đi, gắn về đi bằng hai chân. Hai chân. Hai hút vệ sinh bắt đầu. Bắt đầu chưa? Gắn gì ta? Thì gắn mối đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì nói gắn mối. Mà thí sinh đầu tiên trả lời đúng rồi. Cho thành ra là hết trò chơi. Thì gắn kia đi rồi gắn mối kia đi ỉa. Còn gắn là gắn gì ỉa. Cái kiểu gì mà anh Mai kiểu muốn bóp cổ luôn. Cười. Lại một thí sinh nữa. Thua cuộc với mày cũng tức. Ngày mai á, mình có một ý tưởng là mua 10 cái vô phát cho mỗi thành viên trong team một cái vô để khi nào anh Mon ngủ làm thử thách 24 giờ tặng mình lấy cái vô đó đặng ra đi vệ sinh không cần anh Mon phát phiếu đi vệ sinh nữa. Trời, phát phiếu đi vệ sinh cực khổ lắm các bạn. Rồi thì sau đó tôi sẽ tới cái tổ chức trò chơi là phát khẩu trang mọi người. Khẩu trang hoặc nước hoa. Vậy là mình không còn cơ hội nào khác để có phiếu đi vệ sinh hả anh? 4 tiếng nữa sẽ tổ chức tiếp tục trò chơi.
Thì chị phải tính lại gì đây? Đơn, 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 đơn. Cố gắng lên. À, đơn. À. Vậy là mình là người chiến thắng, mình là người cuối cùng rời khỏi ghế nha bạn. À quên, nãy giờ chưa rời khỏi ghế nữa. Để mình rời khỏi ghế cho bạn xem nha. Hãy xem hành trình diễn của bé Báo đây. Ba mẹ à, con xin lỗi ba mẹ. À, sẽ đập đầu cái cây cột anh. Rồi bé Báo muốn gì? Bé Báo muốn mua dáng trượt Elsa cho bé Ngân. Bay ơi, bay ơi, bay. Đốt kẹo nha. Không, hai dáng trượt. Không phải là Elsa. Rồi, ok. Ôi, các bạn ơi, dáng trượt đã về nha. Được cái dáng trượt siêu vip rồi rồi. Chồng yêu của mình đã chiến thắng cái cuộc thi người cuối cùng ở trên ghế nha các bạn. Tặng cho mình cái dáng trượt siêu vip rồi luôn. À, cái gì đó? Em yêu anh mãi mãi. Rồi các bạn xem video này, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và subscribe kênh để thì báo thủ sẽ làm những cái video người cuối cùng tiếp cho các bạn xem nữa nha. Bye bye.